hướng dẫn sử dụng HD Bank Now. Sẵn sàng cho một kỷ nguyên ngân hàng số thế hệ mới cùng HD Bank Now, một điểm chạm với muôn vàn tiện ích. Giao diện tinh gọn cùng thiết kế đơn giản giúp khách hàng dễ dàng thao tác mọi giao dịch. Với HD Bank Now, mọi giao dịch giờ đây đều được thực hiện một cách nhanh chóng và hoàn toàn bảo mật, không cần phải đến các điểm giao dịch. Khi bạn có thể rút, nộp tiền mặt, tra cứu mọi giao dịch, in sao kê trực tiếp cùng HD Bank Now, thật tiện lợi, nhưng đó chưa phải là tất cả. Với HD Bank Now, ai cũng có thể dễ dàng thanh toán các hóa đơn phục vụ nhu cầu thiết yếu cuộc sống. Khi điện thoại thông minh không ở kế bên, hãy để HD Bank Now cùng bạn dễ dàng giao dịch và tra cứu các hóa đơn nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi. Dễ dàng đặt vé, đặt phòng cho những chuyến hành trình vi vu bất tận hay chỉ đơn giản là muốn thưởng thức bộ phim yêu thích. Dễ dàng tra cứu thông tin tài khoản cá nhân chỉ với một vài thao tác. Mọi thông tin cần thiết sẽ được biết trong vài phút. Dễ dàng chuyển khoản đến mọi người trong ngân hàng đến liên ngân hàng bằng số thẻ hoặc bất kỳ. Dễ dàng thanh toán những hóa đơn thiết yếu trong cuộc sống hoặc những khoản vay và những chi phí phát sinh khác trong cuộc sống hàng ngày. Dễ dàng quản lý, tra cứu và thao tác thẻ tín dụng cá nhân, giúp mọi người quản lý chi tiêu và bảo mật thẻ tốt hơn. Dễ dàng gửi và tra cứu khoản tiết kiệm cá nhân, giúp khách hàng nhanh chóng nắm bắt thông tin và thụ hưởng những ưu đãi hấp dẫn cùng HD Bank. Dễ dàng đăng ký các khoản vay phù hợp với quy trình nhanh chóng, giúp khách hàng kịp thời giải quyết những nhu cầu cấp bách. Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7 của HD Bank 1900 6060. Sẵn sàng tận hưởng một cuộc sống nhanh chóng, tiện lợi cùng ngân hàng số HD Bank Now. HD Bank Now, điểm hẹn ngân hàng số, tiện ích trong tầm tay.